à xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến. À, chúng ta vừa trôi qua tập phần 5 của pháp sư đen ân oán hòa Sa. À, Chúng ta đã thấy rằng là à, các cái nhân vật chính nó bắt đầu vào cuộc hành động. Cụ thể như tí cũng bắt đầu dần dần thích nghi với cái 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 hành trình phiêu lưu trừ ma diệt quỷ. Uh, con chó trắng cũng bắt đầu hòa nhập vào tim Lão sắc quỷ dường như cũng Mạnh hơn và nhận thức được vai trò của mình Lần này thì có vẻ như là Cả lão sư phụ già Cũng sẽ hạ sơn Thì Sẽ trở thành một cái tim cũng rất là mạnh Và chúng ta sẽ cùng xem xem Là ở phần 6 Ngôi làng người điên này Sẽ đem lại những điều gì Theo như bật mí của tác giả Nam Côn Và Diễm Hằng thì ở phần 6 này Sẽ có những cái màn đấu pháp đánh nhau rất là dữ tợn. Và chúng ta sẽ cụ thể xem như thế nào. Trong phần 6 và Tuấn sẽ đọc trong vòng 5 tập được phát sóng vào 10, 10 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện ma của Hà Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của phần 6. Pháp sư đen. Ngôi làng người đen rời khỏi ngôi làng của anh cần hai người lại tiếp tục đi về ngôi nhà trên núi từ khi có con chó đi theo hành trình của đen và tý cũng trở nên rôm rả dạ hơn rất nhiều thi thoảng tiếng sủa của nó lại phá tan đi bầu không khí im lặng xua đi phần nào sự mệt mỏi thấy con chó còn sung sức băng băng chạy không biết mệt đen và tý lại càng thêm cố gắng họ nghĩ bụng mình đường đường là người mình không thể thua một con chó nhưng ngược lại sự có mặt của con chó làm cho lão sắc quỷ đến khổ sở giờ thì họa hoàn cả ngày mới thấy mặt lão một lần mà mỗi một lần lão xuất hiện thì y như rằng là con chó lại cong đuôi đuổi theo lão miệng sủa inh ỏi làm cho lão sắc quỷ khốn khổ bay nhảy tứ tung đen phải can ngăn mãi con chó mới chịu buông tha cho lão hơn nữa Lão sắc quỷ đã cùng đen Đi qua nơi này mấy bữa trước Lão thừa biết Ở bên ngoài khung cảnh nhạt nhẽo Vô vị rừng xanh núi đỏ Quanh đi quẩn lại Cũng chỉ có đen và tí Chẳng có lấy một bóng người Nói gì đến gái đẹp cho lão ngắm Vậy lão thả ở bên trong Miếng ngọc dựa vào linh khí Tiếp tục luyện hóa tâm tinh Của thụ yêu còn hơn là ra ngoài Để rồi lại bị con chó nó hành hạ bước chân mỗi lúc một nặng trĩu con đường mòn trên núi vốn đã không được thẳng tắp mà cong cong uốn lượn như là hình của một con rắn đen thầm chửi ở trong bụng không biết ngày trước mấy ông mấy bà mở đường mở lối kiểu gì để bây giờ đám con cháu đi vất vả như vậy đi vòng vèo như thế vừa mệt vừa mất thời gian biết bao giờ mới lên được đến đỉnh núi mà đường bằng phẳng thì không nói làm gì Đằng này nguyên cả một con đường Phóng ngút theo tầm mắt Đầu đầu cũng thấy Là sỏi đá nhấp nhô gập gành Khiến cho việc đi lại càng thêm khó Lỡ chẳng may vấp ngã Đập đầu vào tảng đá Không khéo có khi còn vỡ đầu Toác ốc chứ chẳng chừng Đây mới chỉ là ngọn núi đầu tiên Còn phải vượt qua thêm Một ngọn núi nữa Mới về được nhà của lão sư phụ Thằng Tý ở phía sau cứ đi được một quãng lại lèm bèm kêu la than khổ đòi nghỉ chân liên tục khiến cho đen cũng đau hết cả đầu hắn cũng mệt chứ có sung sướng gì cho cam một dòng suy nghĩ xẹt qua đen lôi cái la bàn trong tay này, nhìn phương hướng này bây giờ tao tính như thế này ngôi nhà của lão sư phụ nằm ở ngọn núi phía tây bây giờ tụi mình đi đường tắt theo kim la bàn vậy là có thể rút ngắn được thời gian một cách cách nhanh chóng thằng tý đưa mắt nhìn theo cánh tay chỉ của đen ở nơi đó cây cối mọc um tùm che phủ ánh mặt trời càng vào sâu bên trong chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm thằng tý dùng mình xua tay lắp bắp Ê, mày nói như thế nào đường tắt cái kiểu gì mà cỏ cây um tùm tối tăm thế kia Ý à, đen ơi tao sợ lắm nơi này đen cũng mới chỉ tới lần thứ hai giống như thằng tý cho nên hắn cũng rất mù mờ có biết gì đâu như thời ngày xa xưa thì làm gì có đường người ta cũng đi mãi mới thành đường mà thôi cái lối hắn chỉ không phải là đường thì hắn sẽ là người đầu tiên tạo ra nó đen tặc lưỡi mày ăn cái gì mà mày ngủ thế đường mà người ta đi lại thường xuyên thì còn gì gọi là đường tắt tất nhiên là có cái mọc um tùm rồi thằng tí ngó lại một lần nữa nhưng vẫn cảm thấy dần dặn đen ơi hay là thôi đi Ê, tao thấy cứ đi đường cũ Xa một tí nhưng mà còn an toàn Đi đường kia tao thấy làm sao đó Đến đây Đen cũng không nhịn được nữa Hắn quát lên Tao là tao nghĩ cho mày đó Để mày khỏi phải đi lại vất vả Khỏi phải tra tấn cái lỗ tai của tao Mày không muốn đúng không Vậy thì mày cứ đi theo đường vòng đi Tao tự đi một mình Rất lời Đen rẽ ngang vào khu rừng rậm Băng băng tiến về phía trước Con chó trắng sủa lên mấy tiếng rồi cũng lon ton chạy theo đi ngang hàng với đen đen dường như đã đi guốc trong bụng của thằng tý, biết thừa là cho dù cho nó cả túi vàng bạc châu báu nó cũng không dám đi một mình vậy nên đen cố tình đi thật nhanh thằng tý quay qua quay lại chỉ còn mấy thấy cái bóng lưng mập mờ của thằng đen vội vàng chạy theo đây đen đen tao đói đùa thôi ấy đen đợi tao với đen khẽ nhếch mép nở một nụ cười xảo trá Người khác thì không nói làm gì Chứ riêng thằng tí Muốn bắt nạt nó lúc nào mà chả được Hắn vừa nhìn la bàn Vừa dự tính Bằng vào tốc độ như thế này Thì chỉ khoảng vài ngày đường nữa Là hai đứa chúng nó sẽ về đến nhà của lão sư phụ Tiết kiệm được bất bao nhiêu thời gian và công sức ấy thế nhưng Lang thang trên đường mà đen gọi là đường tắt Suốt từ sáng cho đến tận chiều muộn Trước mắt của hai thằng cũng chỉ là một màu đen đặc những tàng cây cổ thụ cao vút, mọc bừa bãi, không ra hàng lối. Cảm giác lạnh lẽo, sâu thăm thẳm, đến giận người. Trời càng về đêm, khung cảnh càng trở nên tối tăm, mù mịt. Không gian bốn bề dâm gian, những tiếng kêu của côn trùng, tiếng run rế đào đất. Tiếng của những con chim ở trên cành cao thấy động, liền vỗ cánh phành phạch mà bay vụt lên. Náo loạn, ngồi nghỉ ngơi giữa một đoạn đất trống trong ánh lửa bập bùng. Bóng dáng của đen, tí và con chó trắng đổ dày in trên mặt đất. Vừa cắn sở miếng khoai lang nướng, nóng hổi, thằng tí vừa than vãn. Đen ơi, sao lúc đầu mày bảo là đi đường này nhanh lắm cơ mà? Nghe thằng tí lại nhảy, đen cũng thầm cảm thấy lo âu. đáng lý ra. Theo như tính toán Thì đến bây giờ bọn họ phải thoát khỏi khu rừng này mới phải Đen nhìn lại cái la bàn trong tay Hắn hốt hoảng nhận ra Chiếc kim la bàn này đã chết cứng từ bao giờ Mũi kim lúc nào mà chả chỉ hướng tây Cho dù là xoay tới xoay lui Thậm chí gõ cành cạch lên phiến đá Nhưng mũi kim cũng chẳng nhúc nhích Cái la bàn này đã hỏng Vậy ra hai thằng đã vô tình mà đi sâu hơn vào trong rừng Mất đi phương hướng Thằng Tý không thấy đen trả lời Lại thấy dường như hắn đang lo lắng điều gì Lên cười hề hề Mày mày làm sao mà ngồi được mặc ra như thế ở à, đen Này mày đừng nói với tao Là mày như mấy con mụ vợ Của lão tránh tổng <laughs> Đen lử mắt nhìn thằng Tý, Đoạn cũng không chút dấu diếm, Thở dài Là bàn bị hỏng đó Xem chừng tao với mày bị lạc đường Ây à Mày trêu tao đấy hả à, đen Thằng tí trợn mắt, miệng lắp bắp, không tin những lời đen vừa nói. Nó cứ nghĩ là bạn mình đang dở trò hồ dọa. Giọng đen nghiêm túc. Lần này tao nói thật đó. Mày xem đi. Nói đoạn, đen đưa cho thằng tí xem cái la bàn ở trên tay. Thằng tí hồ nghi chộp lấy la bàn, lắc lắc. Ấy thế nhưng, đúng như lời đen nói. Kim la bàn vẫn nguyên vị. Lúc này, nó mới tin là thật sự lạc đường. Thằng tí đào mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ toàn là cây cối tán cây che dợp trời chỗ nào cũng giống nhau không phân biệt được đâu mới là hướng đi đúng nó bắt đầu ngoạc mồm ra ca thán đấy tao đã bảo rồi mà đi đường thoáng đường rộng mày không đi bây giờ mày chui vào cái xó này biết chừng nào mới tìm được lối ra chứ tao còn chưa muốn chết đâu đen ơi Đen phải bịt chặt lỗ tai Ấy vậy mà cái tiếng khóc tu tu của thằng Thí Tí Vẫn khiến cho hắn đau đầu vắng óc Hắn chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa Hắn nói huỵch tuẹt bực bội Mày có em đi không Tao làm sao mà biết trước được cái la bàn nó tự nhiên dở trứng vào lúc này chứ Thằng Tí được thẻ Lại dãy lăn ra như đỉa phải vôi Giọng bù lô bù loa Thì lúc đầu tao bảo mày Đi đường kia Thì không đi Mày bảo đi đường này chỉ mất có hai hôm tao mới tin mày Bây giờ sang ngày thứ ba rồi Thức ăn nước uống mang theo cũng gần hết Mà mày cứ chỉ quanh quẩn Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy Rồi có khi chết rũ xương ở đây Mày có muốn chết thì mày tự đi mà chết Ê, Sao còn kéo theo cả tao chứ Đèn nơi là đen! Lão sát quỷ đang tu luyện Ở trong miếng ngọc Nghe hai thằng này trí chóe với nhau một hồi Cũng muốn phát điên Lão chui ra bên ngoài Lờ mắt nhìn thằng tí Quỷ khí bốc lên ngồn ngột Lão quát lên Này thằng béo Mày có ngậm cái mồm mày lại không Chết thế nào được mà chết Tao tính như thế này Mày mà có chết Tao hứa Tao sẽ thu nhận mày làm đệ tử Rồi khi đó Tao với mày cùng đi ngắm gái đẹp Mà không sợ bị phát hiện à, Mày thấy như thế có được hay không Đen cạn lời Không biết lão sát quỷ này đang đe dọa, đang an ủi hay là đang dụ dỗ thằng Tý nữa. Những lời này có khi càng khiến cho thằng Tý thêm bù lô bù loa. Thằng Tý đâu phải loại người hám gái như lão sắc quỷ. ấy thế nhưng thằng Tý nến thinh, ngay lập tức lại làm cho đen giật mình. Ê, ê ông hứa rồi nhá. Thằng Tý nói vậy chẳng khác nào nó đồng ý. Nó sẽ bỏ mạng ở chốn rừng rú hoang vô. Đen quắc mắt. Này, sống không muốn sống. Giờ chứng lại muốn chết đấy à? Sao tao lại quét các thằng bạn dở hơi như mày nữa Rồi còn lão nữa đó Một mình lão đã đủ mệt đến chết tôi rồi Lão lại còn dụ dỗ đến nó Lão có tin là tôi tiện lão đi không Lão sắc quỷ cười hề hề <laughs> Thì Ta cũng chỉ nói cho vui mồm vui miệng Ai ngờ Hắn tưởng là thật chứ Lão sắc quỷ Càng nghĩ càng thấy tức Thì ra nãy giờ Lão sắc quỷ đem thằng tý ra làm trò đùa thằng tý cũng trợn mắt nó không có bùa cho nên cũng chẳng đạ chạm được vào lão sắc quỷ nó quay ra vật ngửa đen dùng sức nặng đến cả trăm cân của nó mà đè lên đen dẫy đành đạch ngộp thở miệng thở phì phì thằng tý đưa cắp bắp chân to như cây chối ra sức kẹp chặt một tay kẹp cổ một tay khóa hai tay của đen bộ dáng này trông y như lúc nó phải cầm chân con chó trắng Thằng tí ngoạc mồm. Này, tao không có giỏ hơi. Đen cố gắng gầm sức nhưng không sao thoát khỏi cái thân hình trâu mộng của thằng tí. Nhát thấy con chó trắng chỉ ngồi im một chỗ, nhìn hai thằng vật lộn mà không có hành động gì bảo vệ mình. Còn lão sắc quỷ thì cứ đứng cười hành hạch, đến phát ghét. Cực chẳng đá, đen đành phải dịu giọng Chờ khi nào có dịp, hắn sẽ tính toán cái món nợ này sau. Được rồi, được rồi là tao xin lỗi Tao xin lỗi được chưa, thả tao ra Ngạt, ngạt Câu nói đó Đen cố tình nhấn nhá Kéo một đường thật dài Ngầm ý cho thằng tí hiểu Ngoài miệng thì mình xin lỗi Nhưng thực tâm thì lại nghĩ Xin xin cái gì Mày là tên to xác ép người quá đáng Giá như Thằng tí có thể hiểu được những lời này Thì là một nhẽ Đằng này nó hết sức ngờ nghịch Nó dở hơi cũng không phải là quá đáng chỉ nghe đen xin lỗi cho có Nó đã buông tay buông chân Đứng dậy Phủi phủi bụi bẩn trên quần áo Đấy Mày phải nói thế ngay từ đầu Thì có phải là ngoan không <laughs> Cứ để cho pháp sư tí đây Phải bực tức Đen đưa ngón tay lên Dây dây cánh mũi Rồi khịt khịt Mặt vằn vẹn lên những sợi gân xanh chẳng chịt Có vẻ như là hắn đang bực lắm Nộ khí sung thiên Tức mà không thể làm được gì Lão sắc quỷ nghe thấy những lời ấy mà ngán đến tận cổ. Thằng tí nó có biết cái mẹ gì đâu. Mà lúc nào cũng tự vỗ ngực. Tự xưng ta đây là pháp sư. May cho nó, lão là quỷ chính tu. Chứ nếu như gặp phường tà tu, chúng nó không vặn cổ chết tươi. Vì cái tội ba hoa bốc phép mới là lạ. Chợt lão sắc quỷ cảm thấy dưới chân của lão ươn ướt. Lão đưa mắt nhìn xuống rồi co rúm lại thấy con chó trắng đã ở ngay bên cạnh lão tự bao sở nó đang nhè nanh gầm gừ nước dãi nhỏ tong tòng trực chờ muốn cắn vào quỷ thể của lão con chó trắng này vốn dĩ không phải là con chó bình thường có thể tác động được yêu ma quỷ quái điều này bản thân đen cũng đã nhận ra được nhất là từ sau khi con chó trắng nhốt tâm tinh của con rết yêu khí trong người nó cũng đã gia tăng một cách đáng sợ ở trên người của lão sắc quỷ vẫn còn sót lại một chút tà khí từ tâm tinh của thụ yêu chưa luyện hóa hết cho nên con cho trắng mới nhầm nhẹ gầm gừ lão như vậy khuôn mặt của lão sắc quỷ bây giờ méo sạch lão nhanh chóng thu mình lại hóa thành một làn khói chui vào trong miếng ngọc đoạn lão còn thò đầu ra ê mấy đứa chú bảy cứ ở đây mà cãi nhau à muộn rồi bốn quan phải đi tu luyện <laughs> <laughs> Đen chép miệng miễn cưỡng gật đầu Dù sao Ở bên ngoài lúc này Lão cũng chẳng làm được gì Từ sau khi hấp thu được tâm tinh của thù yêu Ngày đêm ru rú Ở trong miếng ngọc để luyện hóa Đen nhận thấy tu vi của lão sắc quỷ Đã tăng lên rõ rệt Đen ngồi ở trên phiến đá Khi nãy bị thằng tí đè cho bẹp dí Toàn thân ê ẩm Hắn vừa xoa xoa nắn nắn tay chân Vừa nói Chuyện gì thì cũng đã rồi Tao cũng có muốn như vậy đâu Bây giờ tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút Mai tao sẽ tìm cách Đoạn đen đứng dậy Tìm đến một gốc cây to gần đó Hắn nhanh chóng leo lên Chọn một cành chắc chắn Rồi ngả lưng Mắt lên diêm Chìm vào giấc ngủ Thằng tí nhân mặt Nhìn quanh Thì chẳng thấy cành cây nào vừa vặn có thể chịu được sức nặng quá khổ của nó, mà giả như có thì cũng chưa chắc nó có thể leo lên nổi. Thằng tý vớ lên một cành cây, chọc chọc lên người thằng đen. Đen ơi, hay là mày mày xuống đây với tao đi, Ý à, tao sợ lắm. Đen đang ngủ dở mắt, bực mình vì bị phá, liền quay đầu xuống, nghiến răng. Mày có biết là mày bao nhiêu tuổi rồi không? Sợ sợ cái gì? mày không làm phiền tao thì mày ăn không ngon ngủ không yên nữa hả mặc kệ cho đen quát mắng thằng tý vẫn cứ nài nỉ nhưng mà ở đây có thú dữ đó tao 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 ở dưới thì có mà thành miếng mồi cho nó à đen ơi xuống đây với tao đến nước này đen cũng phải bó tay bó chân với anh tý rõ ràng là chỉ mấy bữa trước hai đứa nó cùng với ông đinh rồi cùng với đám người lão tránh đi bắt rắn đã từng ăn ngủ trong rừng đến mấy ngày trời tối đến phải đốt lửa thật to thay phiên nhau canh chừng mà ngủ tránh bầy thú dữ tưởng rằng cũng đã quen đèn cũng chẳng buồn trời nó nữa thở dài chép miệng thì mày kiếm thêm ít củi đốt cho lửa to lên tao đấu còn thú hoang nào dám bén mảng lại gần đó mà thịt của mày nhiều mỡ như thế chắc gì chúng nó đã thèm Thôi cho tao ngủ một tí Mày mà còn lằng nhằng Thì đừng hỏi đó Dứt lời Đen lại nhắm mắt ngủ tiếp Thằng tí vốn suy nghĩ đơn giản Nó chẳng hiểu ý đen nói Tuy nhiên Nó cũng chẳng dám nói nhiều nữa Sợ đen nổi khùng Bất đắc sĩ nó đi xung quanh Nhặt từng cành cây khúc củi Mắt vừa dòm dòm canh chừng Tay chân run lẩy bẩy Chỉ sợ hùm beo lang sói Từ đâu đó đột ngột lao ra Lúc đó nó cầm chắc cái chết Con chó trắng cuộn tròn Nằm dưới gốc cây nơi đen ngủ Đầu nghển lên Đôi mắt mở thao láo Nhìn vào trong màn đêm Trông theo từng bước đi của thằng tí Dường như cảm thấy có gì nguy hiểm Nó mới nhắm mắt Gục đầu im lìm Thì thoảng đôi tai của con chó khẽ động đậy Nghe ngóng động tĩnh xung quanh Tiếp thêm đống củi khô ném vào trong đống lửa. Thằng Tý bây giờ cũng đã mệt, chẳng còn hơi sức, nằm lăn ra bên cạnh mà ngủ, không biết trời trăng gì. Ở bên trong miếng ngọc, lão sắc quỷ thi thoảng lại lẩm bẩm rồi cười khành khạch. Như thể lão vừa tu luyện, nâng lên tu vi một tầng mới, vui vẻ lắm vậy. Một đêm cứ như vậy trôi qua trong yên bình Những tia nắng yếu ớt qua từng tán cây Khe lá chiếu xuống thành những tia nhỏ li ti Thằng tí nằm phơi bụng ưỡn ngực Ngáy phò phò Ngủ đến trương thây Ở bên đống lửa Đen nhảy xuống Đá đá vào mông nó mấy cái Dậy Dậy nhanh lên Thằng tí dụi mắt vơn vai Ngáp dài một tiếng Nó ngơ ngác nhìn xung quanh Rồi hỏi một câu thừa thái Ê Ê, trời đã sáng rồi ạ. À. Tao tưởng là vẫn tối. Mày đó, lúc nào cũng tưởng tượng Nhanh lên, sắp xếp lại tay nải lên được. Trong ngày hôm nay mà vẫn không tìm được lối ra, thì cũng chịu đó. Còn như tao mày chết ở đây đó. Con chó trắng đã đứng dậy, nó quay đầu chờ đợi. Đen khoác cái tay nải lên vai, thúc giục, khiến thằng tí luống cuống. Quần áo sọc sạch, trong bộ dáng cũng rất khó coi. Vừa đi trong rừng Vừa ăn bánh trái cuối cùng còn sót ấy thế nhưng hai thằng cứ đi mãi đi mãi Chẳng có hy vọng Càng đi Cây cối xung quanh càng rậm rạp Mọc xít lại gần nhau Đen nhỏ người Khéo léo luồn lách Chẳng có vấn đề gì Còn thằng tí thì lại khác Nó vốn to xác Lại cộng thêm cái bụng như cái trống Nó phải khổ sở lắm Sức sát khắp cả người Mới vượt qua được Đám cây dại một ngày lại trôi qua một cách chóng vánh trời đã dần đổ về chiều đen và tí vẫn nằm trong lần quẩn trong rừng không có lối thoát thức ăn thì đã hết bầu nước mang theo cũng đã cạn ở đây cây cối thơ thớt nhưng lại chỉ toàn là cây thân gỗ mọc thẳng tưng chẳng có lấy một trái cây rừng nào cơn đói khát khiến chúng nó bắt đầu cảm thấy người mệt lạ những bước chân dần dần trở nên nặng nhọc Thằng Tý thay vì kêu la than khổ nhiều quá, bây giờ lại càng thêm mất sức. Nặng nhọc, nó khô rát cả cổ họng, chẳng còn lại nhải được nữa. Lão sắc quỷ thì lợi dụng ánh chiều tà, quỷ khí của lão không còn bị thiêu đốt. Lão canh lúc con chó trắng không có ở đây. Từ miếng ngọc trôi ra, nhìn đen và tí, mặt tái nhợt, vật vờ như đang say thuốc phiện. Đấy! Lần sau thì chừa nhá Ai bảo cứ thích thể hiện Hay ra chiều ta đây cái gì cũng biết ca Đen lử mắt nhìn lão sắc quỷ Rồi gần giọng Lão đó bớt bớt cái miệng lại Đã dối đầu rồi thì chớ Đoạn hắn chợt thấy một gốc cây to gần đó Chạy đến xem Nhận ra gốc cây này chỉ vừa mới bị chặt Dấu vết của những nhát rìu còn nham nhở Đi lòng vòng thêm một đoạn phát hiện thêm rất nhiều cây cối bị đốn hạ. Đen mừng rỡ. Này, ở gần đây có người. Chúng ta được cứu rồi. Là có người đó. Giác quan của thằng Tý dường như không hoạt động. Nó nghe được câu được câu mất, mồm miệng mếu máu. Ây à, dạ, ai cứu chứ? Lần này thì cứu ai chứ? Bây giờ, đen cũng chẳng buồn hoạnh hoẹ thằng Tý làm gì nữa. Dường như được tiếp thêm nguồn sức mạnh cầm lấy tay thằng Tí, chạy như bay, lần mò theo những gốc cây đã bị chặt, con chó trắng thì vẫn còn sung sức, được một hồi lót lao lên phía trước dẫn đường. Lão Sắc Quỷ theo sau, từ khóe miệng của lão nhếch lên nét cười, xem ra cái mạng của thằng đen và thằng Tí vẫn còn lớn lắm, chưa thể chết ngay được. Được một quãng, lối đi lại càng thêm mở rộng, thoáng đẳng chẳng mấy chốc đen và Tí đã trông theo ánh sáng đỏ rực của buổi chiều tà ở phía trước mặt hai thằng mừng rỡ ôm lấy nhau mà nhảy lên sung sướng đứng ở trên lưng chừng con dốc nhìn xuống đen thấy có một ngôi làng nhỏ lốm đốm mái nhà tranh ngôi làng nằm lọt thỏm bốn bề là những vách đá dựng đứng trông như là lòng chảo khổng lồ trải dài từ phía dưới chân núi nơi hắn đang đứng chính là bắt đầu sang cánh đồng có cả ruộng nương cây trái rau mùa xanh ngắt đen thoạt nghĩ ở nơi đây giữa núi non hiểm trở gần như tách biệt với thế giới bên ngoài không biết mình và thằng tí đột ngột đến đây họ có chào đón hay không còn chó trắng đánh hơi dựa theo mùi của người ta để lại tìm được một con đường dẫn vào ngôi làng thằng tý lẽo đẽo theo sau chẳng biết đã bẻ trộm được mấy bắp ngô tự bao giờ đang đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm bắp ngô non vị sữa của hạt ngô dính trên mép tựa hồ như nó đang ăn ngon miệng lắm cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem hai đứa chúng nó cùng với con chó cũng đã xuống được chân núi bước qua cánh cổng cũ kỹ đổ nát rêu phong bám kín ở xung quanh ở đây mọi người sinh hoạt giống bình thường như những thôn làng khác. Bọn họ bắt đầu lên nương dẫy rồi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đám trẻ con cưỡi trâu thong rong trên đường làng. Mùi thơm của khói rơm nếp bốc lên nghi ngút từ những căn bếp vách đất lụp sụp. Tất cả tạo lên khung cảnh thật yên bình, nhộn nhịp. Đen và tí dạo chân bước đi, theo con đường đất lồi lõm, trước ánh nhìn kỳ quái của biết bao nhiêu người có lẽ lâu lắm rồi bọn họ mới thấy có người lạ đặt chân đến đây lão sắc quỷ biết không ai có thể nhìn được lão cho nên lão cũng lui ra ngoài vãng cảnh đồng thời cũng là để ngắm mấy bà mấy chị tai lá mít đít lòng bàn mà lão hằng mơ ước con chó trắng trông thấy lão lại nhe nanh rượt đuổi chạy vòng vòng quanh đen và tí một thôi một hồi mới chịu dừng lại điều này càng làm cho họ trở thành tâm điểm bất giác từ đằng xa một cô gái độ đôi mươi tóc rối bù khuôn mặt nhem nhúc quần áo sọc sạch ở bên tai gài một bông hoa cứt lợn đang nhảy tung tăng như thể một đứa bé năm tuổi nhìn thấy thằng đen và thằng tý cô ta chạy tới chăm chú nghiêng nghiêng đầu rồi bất giác cô ta hét lên những chàng cười man dại đen và tý còn chưa kịp hiểu chuyện gì nghe thì mới thấy mà giận cả người Cô gái đoạn trợn hai con mắt trắng dã, cứ nhìn đen rồi lại nhìn tí, rồi dường như có thể nhìn được cả lão sắc quỷ. Cô ta hỏi: "Này, chúng mày thấy tao có đẹp không?" Cả hai đứa nhất thời ngây ra, không biết phải trả lời ra sao. Cô gái lại tiếp tục chạy đi, vừa nhảy chân sáo vừa hát. <laughs> tao sinh tao đẹp tao là đẹp nhất trần gian đen và tý nhìn nhau chỉ biết cười trừ chúng nó biết cô gái kia chắc chắn là đầu óc có vấn đề không được bình thường cho nên mới có những hành động điên điên dở dở những người như vậy thì ở đâu cũng có cho nên chúng nó cũng chẳng bận tâm lão sát quỷ vuốt râu suy nghĩ đoạn nói hay à cái con này cũng không đến nỗi tệ a à, chỉ tiếc là còn trẻ như thế mà đã bị Ê à nhưng mà nó cũng trông thấy tà đó đúng không hai đứa là nó cũng trông thấy tà đó đèn cũng không biết phải trả lời lão ra sao bởi vì thực tình hắn cũng không có để ý cho lắm hắn còn đang mải suy nghĩ cái cần thiết nhất lúc này là phải tìm được một nơi để tá túc qua đêm đồng thời cũng là để nhờ người dân ở đây chỉ đường thoát ra khỏi ngọn núi này Đi qua mấy đoạn ngã ba ngã tư Số lượng người điên mà bọn họ gặp thêm không ít Có nơi túm năm tụm ba Có nơi đến mấy đứa liền Mà kỳ lạ là những người bị điên này Dường như có đầy đủ hết từ già đến trẻ Trai gái Nhiều đến một cách khác thường Hết người này đến người kia Cứ chạy đến bố mày trước mặt đen và tí Giờ giọng cười nửa đen nửa dại Làm cho chúng nó sợ hết hồn Chỉ biết rào chân đi thật nhanh để mà lảng tránh. Đi qua một đám trẻ con túm tụng, trai gái đủ cả, tuổi đời cũng chỉ tầm mười mấy. Chúng đưa những ánh mắt ngây dại, nhìn về phía những kẻ lạ mặt, có đứa chỉ tay cười cười, giọng đêm dại. Ê, chúng mày nhìn xem, lão già kia kia, lão già đó đó, hi hi hi. chân đi, không có chạm đất kia. Những đứa còn lại cũng phụ họa gật gật đầu. a, à, lão già kia còn ngúng người mông kia. Này, trông mặt lão sao vừa già lại vừa đê tiện vậy. Bố mẹ của những đứa trẻ này trông thấy con cái như thế cũng chỉ biết thở dài bất lực tiếp tục làm việc của mình. Họ cũng đã quá quen với những câu nói linh tinh, không rõ đầu đuôi của bọn trẻ. Chúng nó trở nên như vậy cũng đã là một kiếp người khổ sở lắm rồi. Lần này lão sắc quỷ Đến cả mười phần Là những đứa trẻ đêm này Đang nói lão chứ không phải là ai khác Lão bay đến chỗ đám trẻ đang tốn tụng Làm bộ mặt hung dữ hmm. Tao dạy thì kệ tao Liên quan gì đến chúng mày bọn danh con Hả Đám trẻ con dở điên Bị lão dọa cho đến tái cả mặt Càng thêm tán loạn cong đít lên chạy Mỗi đứa một hướng Tiếng la hét náo động lão sắc quỷ phổi phổi tay cười khành khạch đấy trông thấy ta thì phải sợ như thế mới đông chứ đừng đùa với bọn quan đợi lão sắc quỷ quay lại thằng tý mới hỏi ây da, à, lão quỷ bọn trẻ con không được bôi nước mắt trâu mà chúng nó có thể nhìn thấy ông hê hay vậy ờ à, à, là vì vì À ha, vì sao nhỉ? Lão sắc quỷ âm ừ, chính lão cũng không hiểu là vì sao. Lão nhẹ gõ tay vào vai của đen mấy cái, lực đạo vừa đủ để không gây kích ứng những lá bùa trên người hắn. Lão ra đều là nhờ hắn giải thích. Đen cũng cảm thấy khó hiểu, giả như thằng tế không biết thì đã đành. Đằng này lão sắc quỷ, vốn dĩ cũng đã mở ra thiên tri, đã có đến mấy trăm năm tu luyện. Vậy mà chuyện đơn giản như thế Lão cũng không biết Đèn nhăn mặt khó chịu Đành phải giải thích Tôi à, nói ông nghe này Ông để ý kỹ nhá Những đứa trẻ ban nãy Có đầy đủ ba hồn bảy vía Hay là ba hồn chín vía như người bình thường hay không Bây giờ lão sát quỷ mới ngơ ra Đoạn nhìn về một đứa Trong số ban nãy Vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn Đứng ở đầu cổng Bây giờ lão mới hiểu Quả đúng là đứa trẻ này chỉ còn lại một hai hồn sáu phách một hồn một phách kia không biết là bẩm sinh không có hay là đã thất lạc tại đâu những người thiếu đi hồn phách trong cơ thể có rất nhiều nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là do bẩm sinh bẩm sinh không có nghĩa là sinh ra đã bị mà là nguyên nhân thậm chí do từ kiếp trước có những người kiếp trước ăn ở thất nhân thất đức ác bá giết người đánh đập người khác vô độ khi đầu thai sẽ bị âm ty giữ lại một hồn một phách để kẻ này phải sống một cuộc sống bị người đời ghét bỏ dằn vặt chê cười nguyên nhân thứ hai là lạc mất có một số người khi còn sống không may bị yêu ma giết hại hấp thu mất hồn phách sau khi xuống âm ty chờ đợi tìm lại hồn phách của mình để đi đầu thai nhưng nếu như quá lâu mà vẫn không có tìm được âm ty cũng vẫn cứ cho đầu thai chuyển thế làm người chỉ là những người này sẽ được đầu thai vào gia đình khá giả được yêu thương chăm sóc được hưởng thụ một cuộc sống viên mãn cho đến hết đời để tiếp tục xuống âm ty tì đợi tìm tiếp nguyên nhân thứ ba ấy là mới bị bắt mất những trường hợp này rất ít khi xảy ra bởi vì những loài yêu ma quỷ quái một khi đã hại người thì làm sao có thể qua mắt được pháp sư Bỗng nhiên, lão xác quỷ phát ngượng bởi vì đáng lẽ vấn đề này, lão phải rõ hơn cả đen. Lão mếu máu. Ê, ý, bốn, bốn quan, cũng lắm là bốn quan quên. Chứ không phải là bốn quan không biết, bốn quan cái gì mà chả biết. À, chẳng qua là biết nhiều quá thì quên một tí. Đen chán nản, cũng không muốn đôi co với lão. Hắn ngó ngang ngó dọc, dự tính kiếm một nhà để xin nghỉ lại, tá túc một đêm. Nhưng khi nhìn thấy nhà nào cũng thấy nheo nhóc chật ních người, chỉ sợ là không có chỗ trải chiếu mà ngủ. Thằng tí, nãy giờ vẫn cứ ngao ngáo ngơ ngơ, vừa đi vừa nhìn đen thắc mắc. Đây, sao tao cứ nghĩ từ nãy giờ vẫn không hiểu mày mới lão sắc quỷ nói gì thế? Bọn trẻ con kia nhìn thấy lão sắc quỷ thì liên quan gì đến hồn với trả phách? Đen tạc lưỡi, đến phát chán với những câu hỏi của thằng tý nhưng cũng phải lên tiếng giải thích đây nhá khi một người bị mất đi hồn phách cơ thể sẽ sinh ra một loại loại năng lực để gọi hồn phách kia về vì vậy vô tình họ có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy khi hồn phách nhập về được thân xác thì khả năng này cũng tự mất đi mày có muốn không phải bôi nước mắt trông mà vẫn thấy được lão sắc quỷ không tao giúp đen tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn thằng tý khiến cho nó mếu máu cười lại nghĩ đến đám trẻ đen đen dở dở nó lắc đầu ê ê ê không hay là bỏ đi ê, tao chỉ hỏi chơi thôi chứ làm người bình thường vẫn thích mà đen nhếch mép cười đều hắn cũng chỉ muốn trêu thằng tí chứ nếu mà muốn được như vậy thật hắn cũng chẳng biết bắt hồn phách của nó kiểu gì rút cả ba hồn ra thì được chứ rút một hồn riêng biệt đen chịu Đi một đường gần hết Nhưng vẫn chưa tìm được một căn nhà xin ở nhờ Nhà thì thẳng từng từ từ chối Nhà thì đông người Nhà thì có người bị điên Không tiện cho người lạ vào ở Nhà thì sợ con chó trắng Chán nản mệt mỏi Dừng chân tại chỗ Thằng tí ngồi bệt xuống Tay xoa xoa bụng Ngửa mặt than trời Đen nơi tao đói lắm Tao không thể nhấc chân được nữa rồi Nghe thằng tí nói Đen cũng thấy bụng mình réo lên ủng ục nhìn lại nơi này chỉ là một thôn sơn hẻo lánh không có lấy quán ăn chưa nói gì đến quán trọ hắn gật đầu thở dài tao cũng vậy nhưng từ nãy đến giờ làm gì có nhà nào cho mình vào đâu lúc này người trong làng vẫn đi qua đi lại mỗi lúc một nhanh có lẽ họ cũng mới từ trên dãy trên nương về trên vai vác cày vác cuốc áo thấm đẫm mồ hôi ai cũng liếc nhìn đen và tí bằng ánh mắt lạ lẫm nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng hỏi han Họ không muốn để tâm đến Thì đúng hơn Bởi vì giờ này là thời điểm Họ về nhà quay quần bên gia đình Sau một ngày vất vả Trời sắp sửa tối đen như mực Nhà nào nhà nấy đều đã thắp lên những ngọn đèn dầu Ánh sáng leo lét Mập mờ Không đủ để phủ kín cả gian phòng Người qua người lại cũng thưa thớt dần Cho đến khi chẳng còn thấy bóng người nào nữa Cả đen và tí gần như đã xác định Đêm nay chúng nó sẽ phải chịu nhịn đói nhịn khát phải ngủ đầu đường xó chợ thì đúng lúc này giọng nói của một người đàn ông từ đằng sau vang lên hai người là ai hình như không phải là người của xứ này như thường lệ vào giờ này tất cả mọi người đều đã tập trung ở nhà đông đủ vậy nên người đàn ông vừa nhìn có thể đoán ra ngay đây không phải là người làng và lại ngôi làng nhỏ này cũng chỉ có từng đấy nhà nào mà chả biết nhau con chó đang nằm cuộn tròn lim dim nghe tiếng động thì nghền cổ tai vảnh lên nghe ngóng đen và tý cũng nhổm dậy nheo mắt nhìn về chỗ người đàn ông lão xác quỷ bay tới lượn lờ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện lão cao hứng lại tính giở trò trêu chọc lão bay vòng vòng đằng sau phồng mồm nhả một hơi thở của quỷ vào khiến người đàn ông bất giác dùng mình đưa tay xoa xoa phần da thịt lạnh buốt sau gáy nhìn sang thấy khuôn mặt của đen đột nhiên sắc lạnh đang siết chặt nắm đấm vang lên răng rắc lão sắc quỷ biết là không thể nhây thêm được nữa không khéo đen mà, mà nó điên lên nó cho lão không được ra ngoài đến cả tháng không được tự do nữa thì khổ mấy ngày nay lão còn chưa được thấy đàn bà con gái nào vừa mắt lão cũng không dám lằng nhằng quấy phá ngoan ngoãn đứng sang một bên lão đâu Lão quên liệu hồn với tôi đó Đen quát khẽ Âm thanh tựa như gió xì xào Nhưng cũng không ai có thể nghe được Ngoài lão sắc quỷ Nó ra thì dài dòng Những việc ấy cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt Đen bước lên phía trước Đưa mắt nhìn lại Trong khung cảnh tranh tối xanh sáng lờ mờ Đen cũng có thể trông thấy Rõ ràng dáng dấp người trước mặt Ờ à, chào anh Ờ à, là chúng em bị lạc đường Vô tình tìm được đến đây Lại không tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm Anh có biết chỗ nào Anh chỉ cho chúng em với Người đàn ông kia có chút không tin Ngôi làng này của anh ta dường như biệt lập với bên ngoài Có mấy người biết đâu Nơi gần đây Có người sống ít nhất cũng phải cách đến 3 ngày đường Dừng nối đi lại lại càng khó khăn Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa bị hạn chế rất nhiều một năm có khi cũng chỉ được có đến hai ba lần. Nhưng người đàn ông chợt nhớ lại, những dân buôn bán ở bên kia ngọn núi vừa về cách đây mấy hôm, không có lý là họ lại quay lại. Trong bóng tối lờ mờ, người đàn ông nheo mắt nhìn kỹ, thấy đèn với tí lại không giống như dân buôn, bởi vì chúng có mang theo cái gì ngoài hai cái tay nải, bé ti ti. Người đàn ông bất giác, lại sợ đây là bọn lưu manh cố tình lẻn vào đây cướp bóc, có khi còn nhẫn tâm ra tay giết người. Sau một hồi thận trọng, suy nghĩ, anh ta mới nói, Ờ, à, tôi, tôi không biết lời chú nói là thật hay là giả, nhưng chuyện hai chú lạc đường rồi vô tình đến đây. Tôi thật lòng là khó tin lắm, ở đây là hoang vu hẻo lánh, quanh năm không có khách vãng lai, làm sao mà lạc vào đây được. Đen thở dài, hắn cũng biết, con đường lên xuống núi vốn chỉ có một. Người bình thường dù có đi cỡ nào cũng chỉ thấy mệt chứ không thể bị lạc cực chẳng đã đen đem hết sự tình kể ra lại đưa cho người đàn ông xem cái là bàn bị hỏng để làm chứng đúng là sai một ly đi một dặm vừa kể vừa gãi đầu ngượng ngùng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu người đàn ông nghe hết câu chuyện thấy trong lời của đen không giả dối anh ta cười cười ở ờ, thì ra là vậy <laughs> hai chú thông cảm dân làng tôi xưa nay vốn ít tiếp xúc với bên ngoài cho nên uh, tôi cũng phải đề phòng một chút thôi thì các chú uh, như vậy tôi cũng chẳng đành lòng bỏ mặc nhà tôi ở bên kia chỉ có hai cha con uh, mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng nếu như hai chú muốn thì có thể ở lại đen và tí bây giờ mong còn chẳng được mừng như bắt được vàng vội cảm ơn người đàn ông dối rít. trên đường đi qua vài lời hỏi thăm xã giao biết được người đàn ông này tên là thuận năm nay tròn bốn mươi vợ mất sớm một mình phải nuôi đứa con gái nhỏ mới lên mười đẩy cánh cổng tre cũ nát đi vào khoảng sân rộng anh thuận gọi ờ à, con bé lệ đâu à, bố về rồi đây gọi mấy lần con bé lệ từ trong xó bếp chui ra trên mặt lấm lem đầy nhọ nồi vừa trông thấy bố thì quẹt ngang mũi reo lên bố về con mới đun xong nồi khoai bung bố đi tắm rửa rồi cùng ăn cho nóng Đoạn nó đưa ánh mắt tròn xe ngơ ngác nhìn đen và tí Anh Thuận xoa xoa đầu con bé Ờ à, đây là hai người bố mới gặp ở ngoài kia Hôm nay họ ở nhà mình một đêm Đen và tí gật gật đầu Ánh mắt chiều mến nhìn về phía con bé Thay cho lời chào hỏi Con bé lệ tuổi còn nhỏ Nghe bố nó nói thì biết vậy Chứ cũng không có hỏi han gì thêm Nó quay lưng tung tăng Chạy vào trong gian bếp lụp sụp nói là bếp để cho nó sang chứ thực tế trông chả khác gì cái chuồng gà mấy cây tre dựng làm cột mái lập bằng rơm dạ đã mục nát thổng lỗ chỗ không đủ để che mưa che nắng bốn bể xung quanh chỉ được phủ tạm bằng tấm phên cũ chẳng may lúc nhóm bếp lửa to quá có khi còn bén lên mà cháy nhà anh thuận dẫn hai đứa lên nhà trên chỉ chỗ cất đồ đạc Bên trong có mỗi cái giường tre và bộ bàn ghế mục nát. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì giá trị. Thằng tí xịu mặt, nhưng nó cũng không dám mở miệng than vãn. Vì có người tốt bụng cho ăn cho ở, đã là tốt lắm rồi. Chứ nếu không ngủ ở ngoài đầu đường xó chợ vừa đói vừa khát, nửa đêm có khi còn làm mồi cho mũi. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cũng vừa lúc con bé lệ đang khệ nệ dọn dẹp mâm bát ăn bữa đơn sơ đạm bạc chỉ có một nêu đất sắn bưng nhỏ sau đó chấm với muối ăn rẻ cùng với nồi canh rau mống luộc nhìn qua gia cảnh đen và tý đều biết nhà anh thuận nghèo nhưng lại không nghĩ đến nghèo đến như vậy đến bữa còn không có gạo mà nấu cơm giờ lại phải chia thêm phần cho hai thằng đen tinh ý nhận ra trên khuôn mặt khắc khổ của anh thuận dường như đang lo lắng chuyện gì. Trong bữa ăn thi thoảng anh lại đưa mắt nhìn đứa con gái Như đang có tâm sự không nói thành lời Đen không hiểu lý do vì sao Nhưng cũng không có tiện hỏi Vì đây là việc riêng của nhà anh Thuận Người ngoài không nên xen vào thì tốt hơn Cố gắng ăn cho xong bữa Lấp đi cái dạ dày trống rỗng Dù còn đói Nhưng thằng tí tuyệt nhiên không dám hé răng kêu ca Con chó trắng cũng không bị bỏ đói con bé Lệ cầm cái môi gỗ Vét hết chỗ khoai bung còn dính ở đáy nồi Cho vào cái bát mẻ Đang để ở bên ngoài hiên Cho con chó trắng Con chó vẫy đuôi mừng rỡ chạy sọc đến Vét sạch bóng chỗ khoai Con bé Lệ dường như cũng thích con chó Liên tục vuốt ve bộ lông dài trắng mốt Miệng thì thào tâm sự những lời chẳng ai nghe được Thế nhưng con chó trắng biết điều Nằm im một chỗ Đôi mắt lên diêm mặc cho con bé vần về vuốt ve đám lông sau gáy trắng mốt ngồi nghỉ ngơi một lúc trò chuyện vài câu đen mấy tí uể oải ngáp dài ngáp ngắn trong nhà không có lấy mỗi một cái chiếu anh thuận phải chạy xuống bếp lấy ít dơm dài xuống đất cho hai thằng có chỗ ngủ chỗ rơm này là anh để dành từ mấy vụ lúa trước phòng khi trời, trời lạnh còn có cái để mà ủ ấm Trừ đến gạo còn không có để mà nấu cơm thì lấy đâu ra dơm để mở tích dù biết gia cảnh nhà anh như thế thì cũng đủ thấy khó khăn như thế nào đen dự định sớm ngày mai trước khi lên đường sẽ lén để lại cho anh thuận chút tiền đây là số tiền mà gã chủ quán trọ đã đền vụ mất châu bây giờ ước chừng cũng còn dư hơn phân nửa dù không đáng là bao nhiêu nhưng chí ít cũng đủ để mua gạo mua ít thịt cho hai bố con ăn uống một thời gian Chứ nhìn con bé còm nhom xanh sao Đen không cầm lòng Đây cũng coi như là lời tri ân của Đen và Tý dành cho anh Thuận Đã không ngần ngại giúp đỡ hai thằng trong lúc khó khăn Tuy nhiên Đen cũng không dạy gì mà nói về Tý Chứ không có với bản tính hà tiện xót xa của nó Nó lại gào mồm lên Trời về đêm, không gian yên tĩnh Đen vừa đặt lưng xuống, nhắm mắt ngủ ngay Tiếng ấy đều đều cứ chõ vào tai của ông tý làm cho nó không tài nào ngủ được thằng tý vốn dĩ bao năm sống sung sướng lại hay bị lạ chỗ cứ lăn bên nọ lộn bên kia trằn chọc. bụng nó bắt đầu réo lên ùng ục một ít khoai bông vừa ăn lúc ban tối đã tiêu hết dạ dày đã trống rỗng nó phải quay lưng nằm sấp để ép chặt cái bụng của mình xuống đất quên đi cơn đói cồn cào con chó trắng cũng cuộn tròn dưới mái hiên bất giác nó mở mắt nghèn cổ nhìn chằm chằm sang một bên đôi tai dựng đứng nghe ngóng động tĩnh nhe nanh gầm gừ như thể vừa phát hiện ra điều gì khủng khiếp lắm ở trong nhà đen và tí luôn là hai thái cực khác nhau một đứa thì ngủ say sưa một đứa thì lăn qua lộn lại đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà đến tận sáng cho đến khi tiếng gà gáy bây giờ đã là canh năm đen choàng tỉnh nhìn sang bên cạnh thấy hình tí đang há hốc mồm ngủ đoạn nhìn xuống dưới thì suýt nữa phá lên cười thằng tí phanh cúc áo để lộ ngực trần giải rút quần tháo ra buộc ngang lưng làm cho cái bụng gần như bị xẻ làm đôi lớp mỡ lúng liếng xệ ra đến che cả rốn hai tay giơ lên ngang đầu hai chân dang rộng miệng phun nước bọt trong cái tư thế ngủ của nó không khác gì con ếch bị buộc lạt Đen mặc kệ cho thằng Tý ngủ thêm một lúc, bước ra bên ngoài sân giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi quay trở vào mới để ý. Anh Thuận đã đi đâu từ bao giờ? Chỉ có con bé đang lom khom lối hối làm gì dưới bếp. Ờ, à, sáng sớm bố em đã đi đâu? Con bé ngước lên lắc đầu. Không biết, nhưng không phải ra đồng đâu. Hôm nay trong làng có lễ hội đấy. Đen gật đầu ậm ừ. Quả đúng là hôm qua trên đường đi thấy có người tay sách, nách mang nhiều lễ vật nhưng lúc ấy đang trong cơn hoa mắt chóng mặt đen cũng không quá quan tâm vì muốn lên đường càng sớm càng tốt đen nhanh chóng mò trong tay nảy tý lôi ra túi tiền mà nó cất giấu tận sâu cẩn thận đặt dưới cái gối của anh thuận tránh không để con bé lệ trông thấy bởi vì ban tối trước khi đi ngủ hắn để ý anh thuận là người khá kỹ tính thường xuyên sắp xếp giường chiếu chăn màn cho nên đen cho rằng để ở đây là phù hợp nhất anh thuận có thể sớm phát hiện ra nói đoạn đen vỗ vai lay lành tí 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 dậy dậy đi nhanh còn chuẩn bị lên đường tí thằng tí hất cánh tay của đen nhăn mặt như khỉ không muốn dậy dường như trong mơ nó đang mơ được ăn uống thỏa thích miệng cứ chóp chép nước dãi chảy rào ròng ròng ướt đẫm cả cổ áo đúng lúc anh thuận trở về tay ôm một cái thúng cũ xung quanh chi chít vết vá bên trên phủ lá chối đen cũng không biết bên trong là gì thấy đen vẫn đang ra sức gọi bấy giờ anh thuận mới buông thúng chạy ra ấy à, cứ để cho chú tí chú ngủ cả đêm qua tôi thấy chú có ngủ tí nào đâu đen khó xử Nhìn thằng tí rồi nói Nhưng mà bọn em còn phải lên đường Ê, đêm nay là giảm tháng 7 Làng tôi có hội Mà 5 năm mới tổ chức một lần Dù sao thì hai chú cũng đến rồi Ở đây một hôm chơi hội Mai lên được sớm Chậm một ngày Có mất mát gì Thấy anh Thuận có nhã ý Trong lời nói của anh đến 10 phần là thật lòng Chứ không phải chỉ là khách sáo Đen cũng chẳng thể từ chối và lại bây giờ về núi thì cũng có làm gì đâu. Hắn gãi đầu cười cười. Dạ, <cười> vậy thì chúng em phải làm phiền anh quá. Anh Thuận mỉm cười gật đầu, đoạn lật đật cắp cái thống mang vào gian buồng. Đen liếc nhìn cái gối nơi hắn vừa để túi tiền. Luồn tay lấy ra một ít, dự định đưa cho anh Thuận đi mua đồ ăn. Dù sao, hai thằng cũng không thể ăn khoai này mãi, sợ bụng dạ không quen. Con bé lệ ở ngoài Chơi đùa vớt ve con chó trắng Trước khi từ biệt Nghe được cuộc nói chuyện Biết bố nó thuyết phục được đen và tí ở lại Con bé reo lên sung sướng ôm lấy con chó Chỉ là con chó quá to Mà con bé lệ thì bé tí ti Chẳng thể nào bế được con chó lên Cuối cùng con bé tóm lấy hai chân sau của con chó trắng, lôi đi sành sạch. Con chó kêu lên oang oang đen tưởng nó bị làm sao chạy ra xem trông thế thế thì bật cười dấu móng chân của con chó cào trên đất chạy từ đầu nhà cho đến tận sau giếng này em không sợ bị con chó nó cắn à định làm gì nó vậy con bé lẻ quay lại cười thật tươi nó ngoan em không sợ bà nãy em hỏi nó rồi em bảo nó có muốn tắm không nó nằm im không trả lời thì là đồng ý rồi con chó đưa cặp mắt cầu cứu nhìn đen thế nhưng đen khoanh tay đứng im nhếch mép ờ à, à, chỉ là tắm gội thôi có gì đâu à, cái này mày tự lo nhé trắng thì ra ban nãy nhân lúc đen và tí còn chưa dậy con bé mò xuống bếp hí húi đun một nồi nước sôi bỏ vào mấy quả xà phòng bây giờ chờ nước nguội nó thỏ tay khoáng lên bọt xà phòng trắng đục lập tức trào lên tận miệng cái quả xà phòng này ở trong rừng núi nơi nó nhiều lắm tha hồ mà dùng. Con bé nhỏ tuổi, nhưng việc này con bé lại làm thuần thục. Dần dần có bài thuốc, dùng quả xà phòng, chữa bệnh ngoài da. Tối hôm qua lúc vốt ve, con bé lệ thấy con chó trắng có lốm đốm vết ghẻ, nó sót lắm. Mấy loại quả xà phòng ở đằng sau còn trồng làm bờ rào, cho nên con bé cũng chẳng phải đi kiếm đâu xa. Được phủ một lớp bọt trắng lên người, con chó đứng yên cho con bé lệ xoa khắp cơ thể. Xong xuôi dội qua nước. Con chó rũ lông mấy cái. Nước văng tung tóe. Lâu ngày không được tắm rửa. Bây giờ bộ lông của con chó trắng muốt như gấu bông. Giống như được khoác lên mình diện mạo mới. dáng vẻ hung dữ biến mất. Thay vào lại có phần xù xù đáng yêu. Này. Đây, đây có còn là con chó của anh không vậy cô bé? Con bé lệ quẹt tay. Lau đi những giọt nước trên mặt nhoẻn miệng cười con chó trắng cảm giác như là bị tổn thương đi theo đen nó có được tắm rửa bao giờ đâu mà bây giờ đen lại nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm như vậy con chó nhe nanh gầm gừ nhìn đen à mày giỏi mày còn định cắn tao đấy à tao cho mày ngậm giềng đấy bấy giờ thằng tý cũng đã dậy đôi mắt toét nhèm ngáp ngắn ngáp dài chợt nhìn thấy con chó thằng tý rú lên ê ê chó đâu vậy đen đen Hi 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 hi. Con chó nào đây Con chó của mình đâu rồi Ê, Con này mới đi đổi về à Ơ à, nhìn được đấy Trông đáng yêu hơn con kia Con chó đến bây giờ thì không thể chịu nổi Trồm đến bổ nhào Đè lăn thằng Tý ra đất Nó đang cay cú Vì là mất đi vẻ lạnh lùng Đầu gấu Bây giờ nghe thấy lại càng thêm tức Lại muốn tụt cái quần của thằng Tý ra Thế nhưng Nhìn thấy con bé con còn ở bên kia sợ con bé nhìn thấy những thứ không nên thấy liền rũ người hất tung số nước còn đọng trên lông vào mặt thằng tý rồi chạy đi thấy tý nằm trên đất mồm kêu oai oái ây à, con con chó này con chó này cuối cùng mặc dù đẹp nhưng vẫn xấu tính như như là con chó kia toan vùng dậy trả đũa nhưng tiểu bạch đã nhanh chân chạy mất thằng tý tức lắm còn đen chỉ đứng bên cười cười này Tao không biết tại sao nó thích mày thế đấy Thích cái con khỉ Có ngại tao thịt nó Có tiếng chó sủa vọng lại Đằng sau bờ rào Thằng tí vội ngậm miệng Đánh trống lạng Ê, Thì bao giờ lên đường Đen thừa biết là thằng này chữa ngại Chứ với nó thì nghỉ càng lâu càng tốt Có biết gì đâu Mai đi Hôm nay ở đây lại để chơi một hôm anh chủ nhà có nói hôm nay có hội làng đấy, ở lại chơi cho biết. Thằng Tý vừa nghe đến có hội, nghĩ đến đồ ăn, L nào là sôi đầy mâm, gà đầy đĩa, heo quay cả con, cười toát cả miệng. Con bé lệ bấy giờ cũng nói hội làng to lắm, em nhớ hội trước bố cõng lên núi, đông vui lắm, đầy đồ ăn. À, hội ở trên núi á, không phải tổ chức dưới làng sao? Con bé lệ lắc lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Em không biết, bố dắt em lên ngọn núi đằng kia, cả làng cũng chê nấy vui lắm. Vừa nói, con bé vừa chỉ tay về ngọn núi sau làng. Ngọn núi không cao, nhưng tán lá cây xanh tốt, âm u. Trên đỉnh ngọn núi mơ hồ, có nhìn thấy những tảng đá lớn. Từng phiến đá xanh thăm thẳm, dựng thẳng, khẳng định là không nhỏ. Đứng từ xa mà vẫn có thể thấy đen cũng không hỏi gì thêm bởi vì biết có hỏi thì con bé cũng chẳng biết gì sau khi ăn qua loa mấy miếng khoai luộc hai thằng đi xem anh thuận có cần gì giúp hay không một ngày lặng lẽ trôi qua như vậy hai thằng giúp anh thuận lợp lại cái mái nhà ở đấy có mấy cái lỗ to lắm áng chừng có thể nhìn được cả mây trời qua mấy cái lỗ rồi đi ra chợ chỗ các bà các chị bán mớ rau, con cá. Đen mua một ít gạo và đồ ăn, mang về đích thân nấu nướng. Xem như là trả cái ơn, anh Thuận đã giúp cả hai thằng. Con bé lẻ thấy trong nhà có gạo, nó vui. Nó cứ cười nói huyên thuyên, ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười tiếng nói, lại có cả tiếng chó sủa trời tối dần ánh mặt trời cũng dần dần khuất sau ngọn núi anh thuận sau một ngày dài bận rộn ở bên ngoài đi về nhà thấy mâm cơm tươm tất thì ngạc nhiên còn chưa kịp hỏi thì con bé lệ kể cho anh nghe anh thuận ngước mắt nhìn cái mái nhà nhìn mâm cơm hay cảm ơn hai chú nhiều lắm Hải chú đã giúp cha con tôi thế này. Thằng tí bô bô cái mồm. <laughs> anh đừng nói thế. Chúng em phải cảm ơn anh chứ. Anh đừng khách sáo. Mới cái chuyện còn con này em làm một tí là xong. Và lại. Anh không có cho chúng em ở đây thì có khi bọn muỗi lọc nó đốt hết màu em rồi. Đen liếc bạn mình, lẩm bẩm Mẹ bố hôn. Lúc đó làm thì nó đứng một chỗ. Nó sợ này sợ nọ. Nó chỉ nó trò. <laughs> Thằng này phải làm sứ giả Đi sang nước khác ngoại giao mới đúng Chỉ có cái mồm là hay Đúng là chỉ có con trâu Mới chịu nổi nó Mọi người nhanh chóng ngồi vào mâm Một bữa ăn vui vẻ Từ lâu lắm rồi Không được thấy trong ngôi nhà này Ăn uống xong Nói chuyện phiếm Anh Thuận đứng lên chuẩn bị một mâm lễ Đầy đủ Đen thắc mắc ờ, Hôm nay mới là 10 ngày 14 Mai mới là dằm nàng làng mình làm lễ cúng cho vong hồn sớm vậy sao anh thuận cười cười thật thà không phải cúng vong hồn đâu chú ạ à. anh thì anh cũng chả biết cụ thể chỉ biết từ xưa đã có lễ ở làng ấy là năm năm sẽ có hội làng vào đêm trăng mười bốn tháng bảy nghe nói hội này có cách đây cả trăm năm rồi vào ngày này tất cả người làng đều chuẩn bị lễ lớn dâng lên thần núi cầu cho dân làng bình an mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt ngày lễ còn lớn hơn cả Tết ý. Bắt buộc người làng ai cũng phải tham gia đấy. Già trẻ lớn bé đều phải lên ngọn núi ở sau làng. Chỗ ấy có đặt tượng thần. Đen nghe xong không nói gì. Bởi hắn hiểu mỗi nơi có phong tục tập quán khác nhau. Có điều cúng vào ngày 14 tháng 7 là chỉ trước ngày cúng vong hồn một ngày. Thì lần đầu tiên đen mới thấy lại là thần núi gì gì, càng làm cho đen tò mò hơn. Thấy đèn không hỏi gì thêm. Anh Thuận cũng cắm cối chuẩn bị sắp xếp mâm lễ. Ở bên kia, thằng Tý đã bắt đầu ngà ngà gật gù dựa lưng vào đống rơm. Ở bên bậu cửa, con bé con vẫn cứ ôm vầy vò con chó Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.